Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến của là mình. Mình theo dõi tin tức hàng ngày, đọc báo Mỹ trên cái Yahoo. Mình thấy có những cái câu chuyện rất là hay, cho nên muốn chia sẻ về với quê hương cùng anh chị các bạn. Hôm nay, hồi nãy mình đọc một cái tin là ở bên Trung Quốc. Nó mới vừa ở Trung Quốc họ tuyên án tử hình một cái cựu cán bộ làm bên việc mà làm bên chứng khoán các bạn, tham nhũng hối lộ tới 40 triệu đô Mỹ, bị tuyên án tử hình. Thì mình đọc những cái phản hồi của những cái người Mỹ rất là hay. Các bạn thấy người Mỹ họ nhìn vào những cái cuộc sống về nước Mỹ, khi mà những cái nan đề họ nhìn vào, họ chấp nhận và họ hiểu, họ biết, chứ không phải giống như cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp súc vật ở hải ngoại, giống như mấy cái đám mà dân chủ cùi, mấy cái đám mà bất mãn chế độ, rồi tôi gọi là mấy cái đám súc vật. Tại vì mình xem mấy cái câu chuyện của Mỹ, mình thấy rất là bức xúc mấy cái tụi mà nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn thấy vấn đề mà tham nhũng ở Mỹ, khi mà người Mỹ họ đọc những cái câu chuyện về Trung Quốc mà họ đánh mạnh về vấn đề tham nhũng hối lộ á, anh chị các bạn thấy họ bình luận rất là hay đấy. Họ nói rằng nếu mà những cái câu chuyện, những cái vấn đề mà tham nhũng mà ở Trung Quốc mà họ mạnh tay như vậy á, nếu mà áp dụng trên nước Mỹ thì nó xóa sổ cả một phần nữa một bộ máy chính quyền của Mỹ. Ghê hồn không? Các bạn thấy vấn đề tham nhũng của Mỹ nó rất là khủng khiếp. Đấy, ngay cả chính người Mỹ nói. Các bạn đọc những cái comment, những cái mà bình luận của dân Mỹ mà nó tham nhũng từ ở trong Senator Congress, có nghĩa là từ trong hệ thống Senator là gì ta? Senator là những thượng viện cho tới hạ viện. Các bạn thấy trong quốc hội á, nó tham nhũng, nó thao túng và khủng khiếp. Dân Mỹ họ biết nhưng mà họ không làm được gì hết, bởi vì cái cuộc sống, cái thằng chính trị Mỹ nó làm con người ta tất tần tật, bởi sống mưu sinh. Cho nên họ không còn có cái sự gọi là chống đối cái chính quyền giống như ở Việt Nam mình, hay mấy cái đám súc vật lao nô ở hải ngoại nó lên mạng nó xuyên tạc. Các bạn thấy ngay cả một cái bà như Nancy Pelosi là chủ tịch hạ viện, nó nói về sự tham nhũng của bà ta một cách trắng trợn luôn, mà làm được gì tụi nó? Các bạn thấy không, những cái nhóm lợi ích, ngay cả nó nói gia đình của cái ông mà tổng thống thì hiện thời, nó tham nhũng từ trong gia đình ra tới ngoài những cái nhóm lợi ích của nó, kinh lắm anh chị các bạn ơi. Tôi nói anh chị các bạn thấy ở Việt Nam tham nhũng tướng lãnh, bộ trưởng, tới những cái cán bộ dân sự đi tù ầm ầm hào hào. Mà ở Việt Nam những cái câu chuyện như vậy được làm sáng tỏ, thì những cái đám xuyên tạc chống phá đất nước thì tụi nó lại đem ra để đặng mà gây sự bức xúc trong dư luận. Trong khi đó cái đất nước tụi nó đang sống, anh chị các bạn thấy kinh hồn. Vào trong những cái trang mà Yahoo về financial, về những cái tin tức đồ đó, đọc tôi nói chuyện các bạn rất là hay. Bởi vì những gì mà Lợi Minh chia sẻ về với quê hương với anh chị các bạn là mình dựa trên những cái tin tức nó thật, chứ không phải là mình tự bài vẽ ra hay là mình xuyên tạc Việt Nam. Mình chửi Mỹ hay xuyên tạc Mỹ, trời ơi khủng khiếp lắm. Đó là lý do tại sao hồi thời ông Trump, ông thấy cái bộ máy chính quyền của Mỹ nó thối nát,
ổng mới gọi là tá cạn đầm lầy, nhưng mà một mình của ổng làm không nổi. Tụi nó quá ư là mạnh, những cái nhóm lợi ích của nó cực kỳ mạnh. Các bạn biết, không làm theo những cái chỉ thị của nhóm lợi ích nó là nó có là nó triệt hạ ngay. Ngày xưa đó là nó dùng cái phương pháp gọi là ám sát, nhưng mà tại vì cái chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ, ngày hôm nay nó dùng đồng tiền để nó triệt hạ lẫn nhau, ghê lắm. Tôi nói chuyện các bạn mà biết tiếng Anh, các bạn mà đọc những cái tin tức của Mỹ, nghe người Mỹ họ nói, thấy không giận tóc gái. Họ là những người Mỹ, họ sống và họ làm việc, họ nhìn, họ thấy, họ bình luận, họ nói những cái sự việc về về cái hệ thống chính trị của Mỹ, ghê gớm lắm. Bởi vì nhiều khi mình vào trong Facebook hay là những cái diễn đàn của người Việt đồ đó, mình thấy những người dân trong nước, ngay cả từ cán bộ đúng vậy, họ không có hiểu, họ nhìn về nước Mỹ một cách rất là mơ hồ, rất là chủ quan. Họ không có những cái mà comment của họ trong những cái diễn đàn mà của người Việt, mà một số những cán bộ lão thành cách mạng đồ ngồi, mình thấy họ chia sẻ và họ ca tụng nước Mỹ, mình thấy ớn luôn. Họ nghĩ cái sự dân chủ của Mỹ nó là thật, các bạn, nó là cả một cái sự giả dối. Các bạn thấy cái người mà tên là David nè, nó nói nếu mà Mỹ mà áp dụng như Trung Quốc thì nó xóa sổ một cái bộ máy chính trị tham nhũng của Mỹ tới 90%. Có nhiều người Mỹ họ biết, họ ngao ngán, các bạn không? Bởi vì khủng khiếp lắm. Tôi sống với thằng Mỹ, tôi làm việc với nó và tôi theo dõi cái thị trường của nó nữa, tại vì tôi tham gia bên lĩnh vực chứng khoán rồi. Các bạn thấy không, kinh tế và những cái xã hội Mỹ hiện nay, đời sống, xăng dầu, mọi thứ đều khó khăn, lạng hoạn. Từ đây cho đến nó sẽ có một cái cơn chấn động về kinh tế mà gọi là sụp đổ, chấn động toàn cầu chứ không phải là giỡn đâu. Và đây là cũng là một cái chu kỳ của tụi nó thôi. Đối với mấy thằng tài phiệt, tụi nó thì vẫn bình thường nữa. Tụi nó tiền quá nhiều. Như thằng Elon Musk, các bạn thấy nó có cả hơn 200 tỷ đô la. Nó tiền nó quá nhiều. Mấy thằng tài phiệt Mỹ nó thao túng chính trị, nó thao túng thị trường, nó thao túng khắp mọi nơi. Nó làm chủ khắp thế giới này, tiền bạc của nó chảy rộng ra. Cho nên tụi nó ghê gớm lắm. Nhiều khi một số người Việt của mình nhìn thấy như ông Bill Gates đồ, ca ngợi Bill Gates từ thiện đồ này nọ. Trời ơi, mấy tay đó các bạn biết, nó giết người không gớm tay. Trong cái mùa Covid đó, các bạn biết Bill Gates, ông ta dùng những cái đồng tiền của ông ta, sức mạnh của ông ta thử thuốc ở trên những cái người dân của những quốc gia khác, ghê gớm lắm. Tụi Mỹ nó thử thuốc Covid trên những cái đứa trẻ, những cái người mà dân quốc gia mà nghèo, để đặng mà không có bị dư luận truyền thông đồ nó kêu riêu, không thế giới đồ nó lên án, ghê lắm. Trời, mùa ba mà không vậy. Nó thử thuốc, cái thuốc mà Ebola, cái thuốc vaccine, nó thử ở trên người dân châu Phi, dân da đen, giả mang. Rồi cái phanh khui ra, rồi cái ống ngớt nước mắt. Trời ơi, toàn là đạo đức giả. Mấy người Mỹ tài phiệt của nó. Tôi nói chuyện các bạn, bởi người ta nói có ở trong chăn mới biết chăn có riệp, chứ còn mà nhìn bên ngoài thấy cuộc sống hào nhoáng, ai cũng mê á.
người dân, người Việt của mình, tại mình sống trong một cái đất nước và người dân của mình bị ảnh hưởng cái thời kỳ phong kiến quá độ, rồi bây giờ mình cởi mở đất nước phát triển thì bắt đầu mình ra được nước ngoài, các bạn biết không, bắt đầu mình thấy cái gì nó cũng hào nhoáng mẹ. Nhưng mà thật sự cái người Mỹ họ, các bạn vào nghe họ nói về những cái tình trạng mà tham nhũng, thối lộ, thối nát trong cái bộ máy chính trị của Mỹ ghê gớm, chưa từng có. Nhưng mà rồi làm được gì tụi nó có, nó cầm quyền mà tụi nó mafia dữ lắm đấy. Mình bây giờ chia sẻ, mình phải đưa những cái tin trực tiếp như vậy để nhiều người họ nói ô thằng này nó chửi Mỹ. Các bạn thấy bảo mình chửi Mỹ, bởi vậy mấy cái đám chống cộng ô hợp, những cái thành phần họ cuồng Mỹ rồi, các bạn biết, mình ngồi mình thấy tội cho họ, bởi vì nhiều tay đại gia trong nước mê phái qua được Mỹ rồi, nào lấy đi làm cu li hết nè, ở Việt Nam thì làm đại gia có người hầu kẻ hạ, qua Mỹ rồi phải đi làm lao nô, chàng đã rồi thấy tội giả mà. Rồi bắt đầu chửi bới quê hương xuyên tạc, ăn được ba cái bơ thừa sữa cặn thì bắt đầu ngồi đó ca tụng thằng Mỹ khủng khiếp. Thôi mình dừng lại đây, xin chào quý bạn, chị các bạn nha. Bye 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 bye.